thì đó. Đây em thấy là ở đây cho ăn cả rau muống đúng không anh? Đơn giản mà. Đấy, cái con giò này đây thì nó ăn rau củ quả. Vâng. Nhưng với điều kiện là phải sạch, không có thuốc thang bảo vệ thực vật. Đấy. Cái gì nó cứ rau củ quả cứ sạch là đảm bảo cho nó. Hiện nay ở cái quy mô hiện nay ở trang trại mình, hiện nay mình đang có tổng là bao nhiêu con tất cả ở cái chi nhánh ở trong Thanh Hóa? À, chi nhánh ở trong này thì chúng tôi có cái trong này thì chúng tôi để lúc nào cũng được tổng khoảng là khoảng trên dưới 100 cặp. Vâng. Tức là lúc nào, tức là hiện nay ở khu vực Thanh Hóa mình đang nuôi theo cái hướng sinh sản hay là mình chú trọng nuôi thương phẩm anh? Không, cái này thì phải phân tích như thế này anh ạ. Vâng. Nuôi nếu mà nuôi những cái con này thì chúng ta không thể nói là nuôi thương phẩm được, mà cũng phải là nuôi giống hẳn. Chúng ta phải nuôi gọi là cứ trong một tháng, ví dụ là hợp tác xã cho tôi trong một tháng là có hai lần, ví dụ là khoảng hai lần là đi lọc ra thương phẩm. Vâng. Phải lọc chứ anh, trong quá trình nuôi này chủ yếu là mình là giống xong bắt đầu là đến lúc nào mình soi nó đó, thứ nhất là thừa đực này. Và thứ hai là nó cái con nào nó ốm yếu cũng đạt tiêu chuẩn phát triển này. Và thứ ba là có thể là do cắn nhau này. Và chúng ta phải lọc ra để bán thương phẩm. Cái tỷ lệ đó nó rơi vào khoảng 30%. Đấy thì chứ không phải là nuôi riêng thương phẩm. Và đấy mà chúng ta phải lọc để lại những con giống nó tốt nhất. Và tức là lọc đẹp lựa, nhất. Lọc lựa đúng không? Lọc lựa ra những cái con mà nó không đạt chuẩn. Và đây là những cái ô chuồng hiện nay là ở đây là phun chuồng đúng không ạ? Hiện nay đang nuôi này, phun chuồng đấy. Đó. Em cảm nhận là cái con rùa, con giòn ở đây nó rất là đẹp này, nó rất là mượt đúng không? Vâng. Đấy. Ở đây con này cần phải tắm không anh hay là? Không tắm đâu. Nó thật ra là cũng do cái vấn đề là phải vệ sinh sạch sẽ nữa. Là ngày nào chúng ta cũng phải sạch vệ sinh, vào đến mùa này chúng ta xịt chuồng thì cũng thể là xịt vào người nó chả sao cả. Đấy thế nên đâu anh nhìn em chuồng trại lúc nào sạch sẽ, sạch sẽ thì nó đỡ được cái bệnh tật và nó phát triển tốt hơn. Vâng. Đấy chả có bệnh tật bao giờ cả. Ví dụ cái mùa hè ở trong miền này nó có gió Lào ấy, thì liệu rằng nó có nóng lắm không anh? Tôi thấy nó bình thường, tại vì cái ngoài cái thời tiết thì nó có gió. Thứ hai nữa là cái chuồng trại khi mình làm là mình cũng phải quan tâm chú ý ở ngay từ ban đầu là mình phải tính toán làm sao là mùa hè phải mát, mùa đông nó phải ấm. Dạ. Đấy, thiết kế làm sao đơn giản như cái trần này mình không thể tiếc tiền ở cái nào, mình phải làm trần nó xốp. Dạ. Đấy để lấy cái độ mát cho nó. Dạ. Với cái tấm xốp này thì mùa hè vô tư đi. Dạ. Không phải sợ nóng lên nước, là chúng ta lại thêm 5-7 cái quạt trần nữa. Dạ. nhẹ nhàng chạy thế nào đủ độ mát nó. Dạ. Trong chuồng làm sao cũng giữ được độ khoảng 32 độ trở xuống là ok, không bao giờ phải suy nghĩ cái gì cả. Vâng. Đấy, là con giòn phát triển tốt. Vâng. Tức là nhiệt độ nó sẽ là nó không bị dao động quá, nó không kiểu biến động nhiệt, nó không bị xáo trộn nhiều đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Mình phải thiết kế chuồng trại phải đến làm sao để cho nó nhiệt độ nó ổn định đấy. Vâng. Còn mùa đông thì chúng ta con giòn này thì nó cũng chịu đựng tốt đấy. Vâng. Nó chịu đựng rét có thể là 12-13 độ nhưng thôi, của một đống tiền. Vâng. Thì chúng tôi vẫn cứ thiết kế làm sao cho nhiệt độ nó là mùa đông nó cứ từ 20 độ trở lên. Là hết đảm bảo. Vâng. Dù sao nó cũng của đống tiền. Đúng không phải rẻ tiền nhưng mà cũng phải cẩn thận. Vâng. Hiện nay ở khu vực chi nhánh trong Thanh Hóa này thì ở khách hàng mình đang tiếp cận là ở những khu vực nào ấy? Hiện tại trong Thanh Hóa này thì tôi đang phục vụ chủ yếu cho các tỉnh quanh đây. Vâng. Như từ Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và có cả các bác ở Quảng Bình ra nữa. Đấy. Vì các bác ra đây rất thuận tiện về đường đi nối lại, không phải đi xa. Anh nha chuyển chi nhánh vào trong Thanh Hóa này được lâu chưa anh? Tôi chuyển vào trong này là được 2 năm hơn. Tức là không phải là chuyển mà là phát triển thêm chi nhánh trong này. Chi nhánh. Chi nhánh tức ở là trong cái trang trại mình tinh. Đúng rồi. Vâng. Và cái hai nữa mình cũng muốn là thử nghiệm đúng không? Thử nghiệm xem là nó hiệu quả không ở khu vực ở miền Trung này đúng không? Đấy, thời gian vừa qua đấy tôi thấy nó phát triển rất tốt. Vâng. Không có sự hào hụt gì. Vâng. Đấy, phát triển. Tức là chắc thắng luôn đúng không anh? Vâng. Đó. Thì bà con quý khán giả lưu ý là ở trong cái khu vực mà ở Thanh Hóa này nuôi con giòn cũng khá là ok đúng không? Trong cái quá trình mà anh thì chúng tôi cũng nghe phản hồi rất nhiều rồi. Có rất nhiều khách mà đã đến bắt lần thứ hai thứ ba. Đến bắt lần thứ hai thứ ba về để chăn nuôi phát triển kinh tế đấy. Vâng. Là người ta phản hồi lại là nuôi phát triển tốt. Cân nặng
tức là phát triển về cái độ cân nặng thì phát triển tốt, sinh sản thì cũng tốt đấy. Đấy. Nên là kênh Nhà Nông .net cũng muốn là định hướng cũng như là cho bà con như khán giả hiểu sâu hơn về cái địa hình cũng như là cái xin chào quý vị và bà con, chúng ta lại đến với kênh Nhà Nông .net. Thưa bà con quý khán giả, hiện tại thì tôi đang có mặt tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Và thưa bà con quý khán giả, hôm nay đồng hành với tôi là anh Bình đây. Vâng, thưa bà con quý khán giả, anh Bình là cũng có một cái hợp tác xã nhân giống bảo tồn động vật Thái Nguyên đúng không? Vâng. Và hiện nay ở đây là một cái chi nhánh của hợp tác xã đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Vâng ạ, đầu tiên đi, hôm nay cũng rất là vui khi được anh Bình mời đến tham quan cái mô hình nuôi con giòn ở đây đúng không ạ? Vâng, cảm ơn. Khi mà con giòn mà nuôi ở trong cái khu vực Thanh Hóa này ấy, thì nó có những cái thuận lợi cũng như cái khó khăn như thế nào hả anh Bình? Báo cáo anh, thưa bà con người nông dân chăn nuôi, với cái khí hậu của Thanh Hóa ở Triệu Sơn này ấy, và riêng vào cái Thanh Hóa nói chung thì tôi thấy cái thời tiết thì nó cũng không có cái gì là khắt khe và khó khăn cả. Thấy giữa cái miền Bắc này thì nó cũng có một cái độ lá như nhau, và đặc biệt ở trong Thanh Hóa này ra nó có cái độ nóng như nó có độ gió. Dạ. Đấy. Tính ra ở ngoài Thái Nguyên thì nó nóng nhưng mà nó oi bức hơn. Dạ vâng. Nhưng mà trong này cái thời tiết tôi cảm thấy nó là còn dễ chịu hơn ở ngoài, gọi là phía ngoài Bắc cái kia. Nên là với cái thời tiết này thì nuôi cái con giòn ấy thì nó tôi cảm thấy nó là rất là hợp với con giòn. Tại vì hợp là sao thì tôi cũng lấy cái dẫn chứng luôn. Với cái điều kiện thời tiết Thanh Hóa này ấy, thì tôi thấy nuôi con giòn thì tôi cũng thấy là nó phát triển rất tốt. Tại vì sao tôi nói thế, tôi cũng lấy dẫn chứng luôn. Cái trại giòn ở của hợp tác xã nhân giống và bảo tồn động vật của chúng tôi thì là đây là cái chi nhánh ở trong Thanh Hóa này đã là nuôi được, gọi là chi nhánh này là được 2 năm rồi. Nhưng mà tôi cảm nhận thấy một cái là nuôi tốt, lý do là sao? Là từ khi nuôi đến bây giờ cái sự mà phát triển này, sinh sản này và cái sự gần như không có sự hao hụt. Đấy. Nên thế là có những cái vùng miền khác mà con giòn nuôi là nó có những cái sinh sản nó kém hơn này, phát triển con giòn nó được, không được tốt. Và cái thứ hai, cái quan trọng nữa ấy, là nó còn hao hụt. Nó do cái nóng bức rồi là khí hậu nó không tốt nên là có sự chết chóc hao hụt. Nhưng đặc biệt ở đây 2 năm của chúng tôi thì gần như là cái sự hao hụt gần như không có. Mà cái ở đây thì tất cả mọi cái khách hàng từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị giao mua của chi nhánh hợp tác xã chúng tôi ở Triệu Sơn này thì có cái phản hồi là nuôi rất là tốt, phát triển tốt. Đấy. Đó là xuất phát từ cơ duyên cũng như nhận định như thế nào khi mà anh lựa chọn vào để anh mở cái chi nhánh ở trong Thanh Hóa? Vâng, cũng là một cái xuất phát điểm thì cách đây là 3-4 năm chúng tôi làm chủ yếu là ở Thái Nguyên. Vâng. Nhưng mà rất nhiều khách hàng từ Quảng Trị, Hà Tĩnh này, Nghệ An, Thanh Hóa ra ngoài Thái Nguyên. Thế thì chúng tôi cũng suy nghĩ một cái là nuôi nó đường xá xa xôi, khách hàng đi lại vất vả. Nên thế là chúng tôi cũng có một cái sự quen biết và sự liên kết trong này, nên là chúng tôi đưa vào trong này để tạo thuận lợi cho bà con đi đến gọi là tham quan học hỏi và mua những con giống để về phát triển kinh tế nó gần không vất vả cho bà con. Đấy, đó là cái lý do chính của chúng tôi. Tức là xuất phát từ khi từ điều kiện là tức là đường xá các thứ đúng không ạ? Đúng rồi, bà con những năm trước hao hụt đúng không ạ? Đi xa. Thứ nhất là vất vả, mất ngày mất buổi. Thứ hai là vận chuyển con giống lẻ tẻ nào là bằng xe khách, xe ca hoặc là những cái phương tiện mà nó không được bảo đảm. Nên chúng tôi thành lập cái chi nhánh trong này được 2 năm để cho bà con cái vùng gọi là nó gọi là cái vùng này nó gọi là Bắc miền Trung ấy. Vâng. Được thuận lợi. Vâng. Gần gũi, gần hơn, thuận lợi hơn. Vâng. So với nuôi ở Thanh Hóa này cũng như là ở Thái Nguyên ấy thì cái con giòn này nó có, ví dụ như nuôi ở Thái Nguyên thì nó có lớn nhanh hơn hay là nuôi ở Thanh Hóa lớn nhanh hơn hay là nó vẫn cứ bình thường ấy? Tôi cũng vừa nói xong đấy, tôi có cái cảm nhận là nuôi ở trong này nó có sự phát triển gọi là nhìn hơn ở ngoài kia đấy. Nó do khí hậu là do thức ăn hay là do cái tôi tôi đầu tiên thì chăm sóc của cái quy trình của hợp tác xã thì nó đều là như nhau rồi. Nhưng tôi cảm nhận nó có một cái khí hậu, cứ bảo là trong trong này nóng nhưng thực ra nó nóng nhưng mà nó có gió. Đấy nên là nó cũng không khắc nghiệt lắm, nó cũng dễ chịu. Đây bà con, những khán giả nhìn đây, đây là những cái con giòn mà
Đây là những con giòn ở trong này, đây rất là đẹp đúng không anh? Đấy, đấy thấy anh thấy không? Giòn bé nè, phát triển. Và anh ấy nhìn này, nó đầy đặn, nông nó mượt. Vâng. Đấy, nông mượt mà, nông nó gọi là tất cả mọi là nó trông nó mũm mĩm ấy. Vâng. Đấy, phát triển loại là nó đồng đều như thế. Vâng. Đây anh nhìn sang cái chuồng bố mẹ này. Vâng. Đây. Đấy, anh nhìn chuồng bố mẹ thấy chưa? Đây là một cái chuồng chúng tôi nuôi tập trung. Vâng. Tập trung thì nó tôi cho nó khoảng vào chục con đấy. Vâng. Chục con thì gọi là nó đâu 3-4 con đực, còn lại là cái. Dạ. Anh nhìn thấy không? Vâng. Đông mượt mà con nào bây giờ cũng toàn là trên gọi là 4,5-5 cân như này. Vâng. Đấy. Nhìn bé này mà 4,5-5 cân. Vâng. Này. Tại vì với những con động vật này thì nó rất chi là nó chắc. Vâng. Chắc lắm. Nó nếu mà để mà làm thương phẩm nhá, hơi ấy, con này nó ăn một cân nó ăn được 7,5 lạng, 8 lạng. Vâng. Đấy, anh thấy nó cái độ chắc nó như thế. Vâng. Tức là được thịt đúng không? À thưa bà con. À, vừa rồi thì anh Bình cũng đã dành thời gian để chia sẻ cho bà con vị khán giả về cái mô hình và cái chi nhánh ở trong Thanh Hóa này. Và theo nhận định của anh cũng như là trong cái quá trình mà anh chăn nuôi ấy, thì anh nhận thấy rằng là cái con giòn này nó rất là phù hợp với cái khí hậu ở miền Trung đúng không anh? Và cũng có những cái phản hồi rất là tích cực rồi. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là có thể là chia sẻ cho bà con vị khán giả, những cái thời lượng chương trình thì không cho phép. Thì nếu như bà con vị khán giả muốn tìm hiểu sâu hơn và muốn đến tham quan trang trại thì anh Bình vui lòng để lại số điện thoại cũng như địa chỉ để cho bà con vị khán giả có thể là tiện liên lạc và trao đổi thêm kinh nghiệm đúng không anh? Vâng, thưa bà con, với hợp tác xã chúng tôi thì luôn luôn cũng có cái sự nhiệt tình đón tiếp bà con để đến đầu tiên là đến tham quan học hỏi, rồi là tìm hiểu về cái con giòn để phát triển kinh tế. Và thứ hai nữa là nếu mà bà con đã tìm hiểu kỹ cần con giống để phát triển kinh tế thì mời bà con đến với chi nhánh hợp tác xã chúng tôi tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Đó là địa chỉ của hợp tác xã, chi nhánh của hợp tác xã nhân giống và bảo tồn động vật của chúng tôi. Vâng, rất là cảm ơn anh nha. Mình cũng đã dành thời gian để chia sẻ cho bà con quý khán giả. Vâng, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong những chương trình tiếp theo. Xin chào bà con.